À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay thì em mới về được cặp dây loa McLeverson và dòng dây tín hiệu. Thì hôm nay em sẽ tranh thủ giới thiệu đến cho tất cả các bác nha. Đây là một trong những sản phẩm rất là nổi tiếng rồi. Và những bác nào đã chơi âm thanh đến những dòng high end như thế này thì các bác đều biết là cái chất âm của nó mang lại nó hay đến như thế nào nhá. Đấy, bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm một để cho tất cả các bác cùng tham khảo và lựa chọn nha. Rồi, thì trước tiên thì em sẽ giới thiệu các bác về cái sợi dây nguồn của McLeverson nhá. Đây, đấy, trên tay em đang cầm đây chính là một sợi dây nguồn McLeverson. Là dòng này thì nó là hàng gọi là siêu lướt rồi. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đó, McLeverson này. Đấy, và các bác để ý cái đầu rắc của nó này. Đấy, 100% dòng này của nó thì từ chân rắc của nó nha, nó đều được mạ những lớp carbon này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Nó đều mạ những lớp carbon để chống oxy hóa nha. Đấy, từ đầu đực này các bác nhìn thấy không? Đó, đầu cái của nó đây. Thì khi các bác sử dụng những cái dòng dây nguồn như này nha, các bác sử dụng qua 5 tháng nó sẽ không bị oxy hóa này. Đấy, nó không bị oxy hóa, không bị vỡ. Nó không có bị chảy xước cái đầu rắc này nha. Nên là các bác yên tâm về sử dụng đấy. Thì khi các bác sử dụng qua 5 tháng mà nó không có bị oxy hóa thì cái đường truyền tín hiệu của nó sẽ ổn định hơn. Những cái dòng điện vào của nó sẽ hay hơn rất là nhiều nha các bác. Đấy, một sợi dây nguồn McLeverson như thế này thì hiện tại lõi của nó là lõi là 6.0 ly và nó có 3 lớp chống nhiễu, 2 lớp cách nhiệt cho tất cả các bác. Dây nguyên bản bên em về đây các bác nhìn thấy chưa, cực kỳ là đẹp nha. Đó, rất là đẹp luôn. Các bác nhìn thân dây to mà rất là mềm dẻo nha các bác. Đấy, một sợi như này thì nó có chiều dài 1,5 mét thì giá bên em đang bán các bác là 7.800.000 nha. Đấy, còn sợi 2 mét của nó thì giá đang là 9.500.000. Đấy, bác là có nhu cầu về sợi dây nguồn nào thì có thể báo bên em nha. Rồi, kế đến thì hôm nay em lại về thêm được cả dòng dây tín hiệu nữa, rất là đẹp đây. Dòng này thì cũng khá là lâu rồi, hôm nay em mới về được thêm cái cặp dây tín hiệu của McLeverson như thế này nha. Đây các bác nhìn thấy chưa? Đó, cặp này em về thì lỗ chiều dài là 1,5 mét. Các bác nhìn chưa? Thân dây của nó thì dòng này của nó là hãng người ta 100% đều bọc những lớp vải đen bên ngoài như thế này. Đây, các bác nhìn chưa? Rất là chất lượng. Đấy, đầu rắc của nó thì nó cũng sử dụng là của hãng WBT. Đây các bác nhìn chưa? Đấy, đầu rắc của nó là sử dụng là những cái bộ đầu rắc của WBT như thế này, đều mang tên thương hiệu của McLeverson nha. Dây cực kỳ đẹp, rất là chất lượng nha. Riêng những dòng âm thanh của McLeverson thì em đánh giá nó rất là tốt ở ba giải nha. Đấy, ba giải nó cực kỳ là hay. Đấy, tiếng bass nó cũng rất là sâu, các bác nghe tiếng nó ấm này, nó có độ tĩnh này. Đấy, và đặc biệt là những cái dòng McLeverson như thế này thì các bác có thể phối ghép được rất là nhiều loại loa, từ BV kép, Tannoy, GB, Vocal, các bác đều có thể phối ghép. Đặc biệt là kể cả là những dòng loa Atec gì dòng nữa, các bác phối ghép nó đều ổn nha. Chất âm nó mang lại cực kỳ là tuyệt vời. Đấy. Đấy, dây này thì nó có chiều dài là 1,5 mét. Cả các bác nhìn chưa? Rất là đẹp luôn. Đó, các bác nhìn chưa? Đấy, thì cái dòng dây tín hiệu như thế này thì giá nó cũng như dây nguồn thôi. Cặp 1 mét của nó là 7.800.000 nha. Còn cặp 1,5 mét thì như trên tay em đang cầm đây. Đấy, thì giá nó cũng đang có dao động khoảng tầm từ 9 triệu nha. Đấy, giá 9 triệu một cặp dây tín hiệu. Đó, dài 1,5 mét, còn 1,5 mét. 1 mét của nó là 7.800.000, bằng đồng giá cùng với lại dòng dây nguồn luôn. Đấy, các bác có thể thấy được. Đấy, khi mà các bác sử dụng combo này, cả dây loa, dây nguồn và dây tín hiệu của McLeverson thì nó set âm nó sẽ cải thiện rõ rệt cho tất cả các bác nha. Đặc biệt thì rất là nhiều khách bên em rồi đều sử dụng combo cả dây loa này, dây nguồn, dây tín hiệu để cho cái chất âm nó phát huy tối đa, cũng như là cái đường truyền ổn định, đường truyền tín hiệu của nó đi, các bác nghe cảm giác cái tiếng của nó rất là chi tiết, tiếng nghe nó rất là thanh thoát nha các bác. Đấy, và khi các bác sử dụng được đến những tầm dây như thế này rồi, đấy, kể cả sau này mà các bác có nâng cấp những dòng loa đi chăng nữa hay nâng cấp những con âm ly, các bác phối ghép nó cũng rất là dễ thôi. Đấy, các bạn không cần nhất thiết là phải nâng cấp những cái dòng dây loa này nữa. Rồi, thì đây, đấy, tiếp đến thì đây chính là cái cặp dây loa của McLeverson này. Đấy, các bác nhìn chưa, cực kỳ hầm hố, rất là gấu nha. Thì cái bộ dây loa của McLeverson này, hiện tại mũi vế của nó thì bên em về nó chỉ có 2,5 mét thôi, hàng nguyên bản, rất là đẹp cho tất cả bác. Đấy, cấu tạo dây của thằng này thì nó sẽ là dòng dây loa chống nhiễu hai chiều, nó có lọc nhiễu ở những cái đầu dây nha. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, tất cả đầu dây của nó đều có lọc nhiễu đây. Đấy, dây nó có hai lớp chống nhiễu để các bác chống nhiễu hai chiều khi các bác lấy về các bác sử dụng. Đấy, các bác có thể cắm rút bất cứ đầu nào cũng được nha. Đấy, các bác nhìn thấy chưa,
đây cầm cặp dây, thực sự là cầm nguyên một cặp dây này mà quay thì nó hơi khó một chút nha các bác, nên là các bác thông cảm giúp em nhá. À đây nhìn này, đó đợt này thì em về dây được cái nó khá là đẹp này các bác nhìn chưa, những cái cục lọc nhiễu nó này nó không có bị chảy xước những vết lớn nha, nó rất là nhỏ nhẹ như này thôi đấy, còn cực kỳ đẹp, đẹp đến 95% nha các bác. Đó, một trong những dòng dây loa Max Levison rất là nổi tiếng rồi à, các bác nhìn chưa. Đó đây chính là cục lọc nhiễu hai chiều của nó này, thân dây của nó đây cực kỳ là to nha, riêng cái dòng dây loa này thân dây nó còn to hơn dây nguồn tương đối là nhiều đấy các bạn. À, tất cả đều mang tên thương hiệu của Max Levison nha, à, các bác nhìn chưa. Đó, cục lọc nhiễu của nó này đấy. Rồi còn cái về đầu rắc của nó thì dòng này thì hãng nó người ta nghiên cứu rồi, từ dây loa này, dây nguồn này, dây tín hiệu 100% đều sử dụng là những bộ đầu rắc carbon để chống oxy hóa như này. Đây các bác nhìn nha. Đấy, 100% đều sử dụng như này nha. Đấy, đầu rắc tất cả đều mạ carbon này, các bác nhìn thấy chưa? Đó, lõi dây là lõi 6.0 ly, đồng nguyên chất chống oxy hóa. Riêng những dòng dây loa thì đa số bây giờ các bác nghe những dòng nhạc bolero này, những dòng nhạc trữ tình chủ yếu, nên là đa số các bác đều muốn cải thiện tốt cái giải trung và trầm, làm sao mà tiếng nó nghe nó ấm lại, tiếng nghe nó gọn, cái phần đuôi các bác nghe làm sao mà nó không bị xòe tiếng ra. Đấy, để nó cải thiện được chất âm thì đây riêng cái dòng Max Levison này thì nó sẽ cải thiện tương đối cho tất cả các bác nha. Đấy, thì hôm nay em về cũng tranh thủ giới thiệu đến cho tất cả các bác cái chọn bộ cả dây loa này, dây tín hiệu và dòng dây nguồn của Max Levison. Thì đợt ba lăng đợt này em về lại không có về được đấy, mà là có nhu cầu thì có thể alo cho em nhá. Đấy, này rồi thì sau cùng em cũng xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp. Các bác nhớ đăng ký kênh để được theo dõi những cái video và clip thường xuyên hơn bên Vi Cường Audio nhé.